về xong rồi ảnh mới xong một vài lần ăn chung như vậy á, thì xong rồi ảnh mới tự đập đầu vào gối và ảnh nói như thế này: trời ơi, bao nhiêu người đẹp, trời ơi tôi từng trải qua mà tại sao tôi lại cuối cùng tôi lại yêu một con lợn. Mời hai bạn giới thiệu về mình, công việc cũng như là tuổi tác nghe. Rồi mời. Xin giới thiệu, mình là Giang Quốc Cơ, mình là diễn viên xiếc. Cơ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay thì Quốc Cơ được 35 được không nhỉ? Bởi vì em 1984 thì mình đã nói là 34 à. Tròn 34 đầu 35 đi. Hỏi con. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. Em là Hồng Phượng, hiện nay là biên tập viên và người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em bằng tuổi chồng em là vợ của chồng em. Thật ra là đã biết nhau rất nhiều nhưng chưa có dịp để mà trò chuyện cũng như là hỏi han nhau. Vậy thì bây giờ hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì hai vợ chồng có thể bật mí chương trình được biết là cái cơ duyên gì mà Quốc Cơ gặp Hồng Phượng và tình yêu của các bạn bắt đầu từ khi nào? Đúng cái dịp mà năm 2015 thì Quốc Cơ và Hồng Phượng có đi diễn chung với nhau trong một chuyến giao lưu văn hóa Việt Nam và Mỹ với lại Canada. Thì đợt đó thì em và Phượng có đi chung với nhau. Thoáng đầu tiên thì em không nhận ra được cô ấy là Hồng Phượng, bởi vì bên ngoài cô ấy rất là giản dị và cô ấy rất là dễ thương. Và sau đó thì mới biết là cô ấy là Hồng Phượng, là người đã từng nói chuyện với nhau trên một chương trình trò chuyện cuối tuần năm 2012. Mà không nghĩ, mà không nhận ra luôn. Dạ đúng rồi. Còn em thì sao? Thì lúc đó em là MC, còn chồng em là khách mời của chương trình. Thì cái lúc đó thực sự là tụi em chưa có cái ấn tượng gì về nhau hết á, chỉ là khách mời và MC thôi. Và sau khi cái câu chuyện trên sân khấu nó kết thúc thì cũng kết thúc luôn. Có nghĩa là không ấn tượng đặc biệt gì về nhau cả. Cho tới khi năm 2015, khi mà cả hai cùng đi giao lưu văn hóa ở nước ngoài, thì lúc đó mới có cái thời gian để mà đi chung với nhau và trò chuyện nhiều hơn, thì lúc đó mới bắt đầu có ấn tượng về nhau ạ. Nhưng mà chị hỏi thiệt nè, tức là lúc mà Quốc Cơ biểu diễn á, thì lúc đó em bị chinh phục bởi cái biểu diễn của ảnh hay là em bị chinh phục bởi cái vẻ ngoài rất là đẹp trai của ảnh? Dạ, tại vì thật sự là khi mà đi chung á, tụi em đi đợt đó là tụi em đi cũng gần cả tháng ở Mỹ và Canada. Nhưng mà lúc đầu đi thì thật sự là em không có ấn tượng gì về chồng em hết á. Tại vì ở bên ngoài ảnh cùng với Quốc Nghiệp cũng khá là giản dị, và khi mà lên sân khấu á, thì em thấy thật sự em không phải là một cái người đam mê nghệ thuật xiếc, cho nên là em cũng không quan tâm tới nhiều lắm tới cặp nghệ sĩ này. Và mỗi lần trên sân khấu thì em thấy là mỗi lần anh biểu diễn thì khán giả vỗ tay rất là nhiều, và đặc biệt là mấy cô gái là trầm trồ khen ngợi luôn. Đủ hết. Nhưng mà em thấy bình thường, em không thấy có gì đặc biệt hết trơn á. Em chỉ lo công việc của em thôi. Cho tới khi mà cùng đi ăn với nhau, cùng trò chuyện nhiều hơn, thì em mới thấy ảnh có những cái rất là đặc biệt. Ảnh là một người rất là có trách nhiệm với gia đình, và đặc biệt là ảnh là một người rất là kiên trì và kiên nhẫn. Nhưng mà chị hỏi là lúc đó trong đoàn có đông nữ không? Có chắc chắn là phải có ca sĩ. Dạ, rồi này kia. Tại sao lại là Hồng Phượng mà không phải là người khác? Bởi vì, hay là tại vì tất cả người phụ nữ có lót chữ Hồng đều dễ thương? Em nghĩ là như vậy đó. Đó. Trong chuyến đi đó thì thực sự ra là có rất là nhiều phụ nữ trong đoàn đó. Thì bởi vì cái ấn tượng đầu tiên, bởi vì khi mà nhìn thấy Hồng Phượng trên sân khấu là một người rất là nghiêm túc, và cô ấy rất là thông minh, nhanh nhạy trong cái việc ứng xử với lại tất cả các diễn tình viên. Huống. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà trong cái chuyến đi đó thì một cách nhìn khác của em, có nghĩa là cô ấy rất nhí nhảnh, và cô ấy cà tưng vậy đó, cô ấy cứ nhảy tưng vậy đó. Nhảy tưng. Như là những cô bé 18, 19 tuổi vậy đó. Đó. Cho nên đó là em cảm thấy hơi lạ và bắt đầu em để ý. Thì sau khi tìm hiểu thì mình cảm thấy là cô ấy cũng có một tí tình cảm với mình, thì mình mới bắt đầu mạnh dạn mình tiến tới và mình nói với cô ấy là mình thích cô ấy. Và lúc đó Hồng Phượng có trả lời lại liền là em cũng thích anh không? Dạ em đâu có trả lời đâu anh. Em chỉ cười thôi à. Em không có trả lời với anh, nắm tay thì em cho nắm thôi chứ em không nắm. Em nhớ là ảnh có nhắn tin và hẹn hò với em 3 lần.
Tới lần thứ ba thì em mới sắp xếp được công việc để gặp ảnh. Rồi khi mà lần đầu tiên ảnh tới, anh chở em đi chơi á, là ảnh đi một cái phương tiện mà em chưa bao giờ em được đi hết á. Xuất hiện trước nhà, trước cửa nhà em á, là trên một cái chiếc xe phân khối lớn màu đen, bận nguyên một bộ đồ màu đen, đeo kiếng đen. Ba mẹ em nhìn ra và ba mẹ em cũng chưa hiểu là ai đây và đến nhà mình với mục đích gì. Nhưng mà ba mẹ em có nhận ra đây là Quốc Cơ không? Dạ không, lúc đó thì chưa, ba mẹ em không có nhận ra được. Tại vì ảnh đội nón bảo hiểm, cái nón bảo hiểm của xe phân khối lớn to như thế này, rồi đeo cặp kính đen, đen thui vậy nè, nguyên một bộ đồ đen từ trên xuống dưới vậy đó. Dạ, lần đầu tiên hẹn hò toàn màu đen thui. Và ngày hôm đó anh cũng không biết là Quốc Cơ chở Hồng Phượng đi đâu ạ? Đầu tiên thì em chở Phượng đi uống nước để bắt đầu cuộc nói chuyện với mình. Sau đó thì dẫn nhau đi ăn, tối thì mình dắt nhau đi xem phim. Sau đó thì mình đi về. Phim gì em? Thật sự ra là không, phim ma đó chị. Không ma, không thích bộ phim đó. Phim đó em nghĩ là chị Hồng Vân sẽ biết rất là rõ, đó là Quả Tim Máu. Quả Tim Máu. Em có một cái là em rất là thích xem phim ma và phim kinh dị. Quốc Cơ, em đừng có nói với anh là em sợ ma. Dạ đúng rồi, anh không có sợ gì hết á, anh nhưng mà anh rất là sợ ma. Cái chuyện tình yêu của hai em thì kéo dài đến bao lâu thì mới bắt đầu tiến tới hôn nhân? Dạ tụi em tìm hiểu nhau được 6 tháng tụi em quyết định là tiến tới hôn nhân. Mà chị hỏi thiệt em là lúc mà chưa cưới á, em có biết nấu ăn không? Em có biết quán xuyến chuyện nhà không? Em không có biết. Tại vì em ở chung với lại ba mẹ em thì em rất là sướng. Mẹ em chưa bao giờ để cho em phải vào bếp cả. Và sau đó thì em phải học, đúng không? Dạ đúng rồi. Ai dạy cho em? Là mẹ em dạy cho em. Dạy sau đó em có nấu ăn và em đãi cho cả gia đình Quốc Cơ. Dạ có luôn, có nấu ăn đãi cả gia đình anh. Ngon không Cơ? Thời điểm đó thì em nghe cô ấy quảng cáo rất là hay. Bởi cô ấy nói là cô ấy nấu một món cà ri rất là tuyệt vời mà ai cũng thích. Vậy à? Wow, em nói là cái này em phải đưa về cho ba mẹ em mới được. Rồi. Bởi vì khi mà nấu thì mọi người sẽ cảm nhận và mọi người yêu cô ấy nhiều hơn. Và cô ấy nấu nguyên một nồi cà ri rất là to để cho gia đình ăn. Mọi người ai cũng đều háo hức ăn và mọi người nếm. Wow, ngon quá. Tại sao Hồng Phượng có thể nếm ngon như nấu ăn ngon như vậy? Thì đến tối thì tất cả mọi người đều đau bụng. Trời ơi. Ây da. Nghe qua câu chuyện của Quốc Cơ kể về cái bữa ăn đó thì bây giờ mới biết được là Hồng Phượng em vừa giỏi mà vừa nấu ăn ngon nữa. Không, nhưng mà chị hỏi nè, hôm đó em có biết là cái tác phẩm của em làm cho một đại gia đình bị đau bụng không? Em có biết không? Thiệt ra lúc đầu em không có biết đâu. Nói chung là gia đình của anh cũng rất là dễ thương. Bởi vì là em lúc mà em nấu xong rồi, mọi người ăn xong rồi á, thì em hỏi là ủa ngon không hai bác, ngon không anh chị? Ai cũng tấm tắc khen ngon. Ồ ngon, ngon dữ lắm. Tới ngày hôm sau em gặp ảnh thì thấy hình như là sắc mặt ảnh không có được khỏe cho lắm. Chắc ta đi nhiều quá em. 6 tháng tụi em mới cưới nhau đúng không? Vậy thì sau khi cưới có những cái gì nó vỡ mộng về nhau không? Khi mà đã cưới nhau rồi á, thì hai vợ chồng đi ăn thì em thì cái tính em ăn nhiều và em ăn cũng khá nhanh. Khi mà ăn thì em ăn đúng cái phần của em thôi. Còn cái phần cô ấy để cô ấy ăn. Cô ấy ăn quá chậm và em mới nói là có một số món cho nó. Em nói ủa sao em không ăn? Nói dạ em ăn chứ, để từ từ em mới ăn. Là có nghĩa là em nói câu đó là em muốn ăn. Nhưng mà cô ấy không, tí xíu nữa em ăn anh. Lấy nhau về xong rồi ảnh mới xong một vài lần ăn chung như vậy á, thì xong rồi ảnh mới tự đập đầu vào gối và ảnh nói như thế này: trời ơi, bao nhiêu người đẹp, trời ơi tôi từng trải qua mà tại sao tôi lại cuối cùng tôi lại yêu một con lợn. Nghe nè, hỏi nhẹ, hỏi mỏng chút xíu nha. Diễn viên siết khỏe mạnh như vậy đó, ăn dữ vậy đó, rồi ví dụ như cái chuyện tình cảm mỗi tối á thì cũng như là ảnh có. Trời đất ơi. Dạ thì dạ nói chung là ngày nào thì ảnh cũng có những cử chỉ rất là thân mật, rất là yêu thương em, cũng nắm tay, cũng hôn em. Nhưng mà bởi vì là cái công việc của em cũng khá là nhiều cho nên là em rất là dễ bị stress. Và những khi mà stress như vậy thì em cũng nói với ảnh là em cũng mệt mỏi lắm. Thì lúc đó ảnh đấm bóp massage cho em. Nhưng mà thiệt tình em nói thiệt với anh chị luôn á, là chắc chị Hồng Vân cũng hiểu là phụ nữ mình cũng hay mũi lòng á chị. Dạ.
khi nào mà thấy mà hả chồng mình thương mình quá, mà chồng mình quan tâm tới mình theo kiểu như vậy thì mình cũng không có chịu đựng được bao lâu. là tự động là thưởng cho ảnh liền luôn vậy hả? Thế là còn Hồng Phượng thì sao? Em thì sau khi mà lúc mà tìm hiểu ảnh á thì em biết là ảnh rất là sợ ma, nhưng mà thôi cũng tạm chấp nhận đi. Nhưng mà sau khi mà về ở chung với nhau á, đặc biệt là khi mà em bắt đầu vào bếp làm đồ ăn thì em phát hiện ra ảnh còn một cái sợ nữa. Cái gì? Dạ, ảnh sợ con gián anh à. Chị mới nghĩ trong đầu luôn á. Trời, sợ gián. Nghĩa là mỗi lần mà em làm đồ ăn á là ảnh cũng rất là song sáo vào bếp để mà phụ vợ làm đồ ăn. Ảnh cầm nồi nĩa đau hùng hổ dữ lắm, mà chỉ cần thấy một bóng của một nàng gián chạy ngang qua thôi là ảnh bỏ đồ hết, ảnh chạy lên trên nhà để một mình em ở trời nhà đi làm. Rồi xong rồi sau đó chắc cũng phải cỡ khoảng 15-20 phút sau thì ảnh mới xuất hiện trở lại. Mà khi mà ảnh xuất hiện trở lại là coi như là mặt ảnh không xanh một miếng áo nào luôn. Ai chà, qua chương trình này tôi đề nghị là các nhà sản xuất chúng ta phải lưu ý nha. Mỗi khi mà Quốc Cơ Quốc Nghiệp biểu diễn thì lưu ý đừng cho gián xuất hiện. Tại gián xuất hiện cái người nguy hiểm nhất là Quốc Nghiệp. Rồi, còn gì nữa không? Rất là ít khi nào ảnh chia sẻ với em về những cái nỗi trăn trở của ảnh. Thông thường là những cái mà ảnh nói chuyện với em chỉ toàn là chuyện vui thôi à. Còn những cái mà trăn trở của ảnh thì em thì em biết là chắc chắn sẽ có, nhưng mà ảnh chưa bao giờ nói với em điều đó. Và đặc biệt khi ở Britain Got Talent thì khi mà Nghiệp ngã, ảnh gọi điện về cho em thì em muốn hỏi rất là nhiều, nhưng mà ảnh chỉ nói có một câu với em là ngày hôm nay tập và Nghiệp lại té nữa, lại chấn thương nữa. Thì lúc đó em muốn hỏi tới để xem coi là bên cạnh cái sức khỏe của Quốc Nghiệp như vậy thì cái suy nghĩ và cái tâm lý tình cảm của ảnh như thế nào. Nhưng mà ảnh chỉ nói tới đó và chấm dứt mọi thứ. Khi mà em nghe cái câu trả lời của anh là bình thường thôi, mọi chuyện vẫn tốt, em vẫn thấy là mọi chuyện vẫn tốt mà. Thì khi mà em nghe câu đó thì em cảm thấy đau lắm. Em cảm thấy đau và em cảm thấy em hơi bị nhói một chút xíu ở trong lòng mình một tí. Thôi là nhân cơ hội này em có thể nói cái mong muốn của em với Cơ trong những ngày sắp tới nó sẽ như thế nào? Em rất là mong muốn là anh sẽ cởi mở hơn. Anh sẽ nói thật với em nhiều thứ hơn. Bởi vì em biết là cái điều đó ảnh cũng sẽ không chia sẻ với lại cha mẹ, chị gái, em trai bao giờ hết. Nhưng mà em mong muốn được là cái người mà ảnh chia sẻ, ảnh nói thật những cái suy nghĩ và nói thật những cái tình cảm của mình. Bởi vì tụi em không phải là đi với nhau một sớm một chiều, mà tụi em còn phải đi một cái chặng đường khá là xa. Nếu mà tụi em không có những cái mà cởi mở tấm lòng với nhau như thế thì em nghĩ là cái niềm hạnh phúc nó cũng sẽ không kéo dài được. Em thì nghĩ sao về điều này? Thật sự ra thì cũng rất là khó để có thể giải quyết hết tất cả mọi việc như thế. Bởi vì đặc thù nghề nghiệp của em nó rất là nguy hiểm. Và em không thể nào chia sẻ quá nhiều về cái nghề nghiệp của tụi em được. Em sẽ cố gắng làm như thế nào để cho cô ấy cảm thấy yên tâm nhất. Luôn luôn cảm thấy là hạnh phúc và cô ấy cảm thấy là tin tưởng về chồng của mình.